xa. Cẩn thận nha, cả đâm. Cẩn thận cá đập gãy chân đi. Trên video có gì là mong các bạn thông cảm chứ. Sáng mình mới nắp vào cái mũ lưỡi chai kia mà nó rơi mất xuống ao mất cái rồi. Bộ mic 8 triệu thì mất một cái rồi, còn một cái rồi mất 4 triệu rồi. Ok luôn, no, chào các bạn. Ok luôn, no, chào các bạn. Ok luôn, okay, no, chào các bạn. Tên là Tường. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Mono Vlog cuộc sống đời châu Phi. Hôm nay anh em mình mới đông đủ, có đông đủ tất cả anh em trong nhóm anh em mình này quay trở lại với nông trại số 2, nông trại của hai bản phía bên trong này. Các bạn thì như hôm trước mình có sang, mình cũng có được anh Quang Vui ở Thái Bình quên cho mình gửi tặng một cái lưới vét cá đấy các bạn. Thì hôm nay anh em mình mới quay trở lại lông trại để đưa cái lưới xuống ao kéo cá xem cá nó phát triển được các bạn. Các bạn vì hôm trước mình cho ăn thì mình thấy cá nhỏ nhỏ lên rồi, đợt trước thả một số cá to đấy thì thôi để đi lấy lưới này. Bạn đi đây nha bố, đang xem mấy bạn đang lấy gạch lấy đất này gì. Mateo 300 đi riêng đi xe cái gì á. Ây, đưa hôm nay là đưa vũ khí tối tân vào để đi kéo cá thử xem mà cá còn con nào không hay này, hết rồi sạch con. Cả vợt cả tráng này các bạn. Ui, đây là quần áo tí thay mà còn đùi xuống ao đây quần đây lưới thì để ở trong avo xì vai cái bê cả bệnh điệp bôi ba nhà cái bê xì xì bao nụ ao là vay cái thì bớt tiền là giết đi vay nụ tăng gì à ba nhà ấy bê xì xì ta bộ gì ta bộ nito xì đây phát ra cái ah xì tôi transporta adobo xì ta mete lá trás xì 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 ta bê xì để em Mateo đang đi gọi mấy người đi, hai tay cho lưới xuống đi. Lấy lưới xuống. Ui. Cả nhà đi nhiều ơi. Vậy. Ô. Tầm này kín rồi. Tầm nên ăn đẹp không? Tầm này nên ăn rồi các bạn. Xin, người ra nữa. Thế là dết đi. Hôm trước đưa vào các bạn, hôm trước quay video đưa vào để luôn trong này. Phải treo lên không chuột. À, cắt ra nhà vậy Azuda. Ok. Quý Azuda. Để đưa xuống ao kéo thử các bạn xem là cá không biết nó phát triển thế nào. Để gọi là ao chứ thực tế nó là cái hồ dự trữ nước vào mùa khô. Nhưng mà tận dụng nuôi thả con cá để có cái thu nhập thêm cho mọi người. Các bác nào mà nông trại trước mắt là như thế đó. Nhưng mà giờ phải để xem nó gọi là kháo ao rồi. Xem nó phát triển không? Quét ao. Ra lưới. Ui giời. Bắn đi. Xì. Bao nổ áo có đây vay không? Tiết ra dết đi. Vay tang nghỉ. À bên nhà cái bê xì. Vay bê xì bên cái đàn này nào. Đàn này. Đâu nhé. Đây là để tí bên dưới này. Bên dưới tháo có gì trong này? Có gì đâu. Không có gì trong à? Thì bên đây vào là tang nghỉ. Ui. Áo đây tiết à. Kênh vay run tủ. Câu no rồi. Vâng. Tiết là. Tu đủ. Tiết là cao sẵn. Hả? Ông cá ở nhà thì ông đứng ở trên đâu mà xuống ao. Ơi, muốn chơi với cái này gì mà thôi. Hả? Để thay quần áo đó các bạn. Đấy, thay quần áo đó. Thôi. Ông Gabi, chúng tôi thay quần áo quay đi. Ra ngoài. Ê, thay quần áo ông vào quay. Chết thật ông Gabi. Bên cá luôn á. Thay trong quần áo rồi các bạn. Đúng là bên cá. Lên lại cho ông nhìn nó mà con đôi à. Bánh muốn đi tu. Và ba nhà ai bên xì. Kênh bay dùn, tu được bay dùn đúng không á. À để kiếm mấy cái cọng nữa bảo ơi. Để mọi người kiếm mấy. Cọng buộc hai bên à. Cọng để buộc trắng. Ê kênh phát xả. Kênh này phát xả. Ừ được đấy, đi. Xuống ao các bạn. Đấy. Để đi vét cá. Avo với cả anh chị mà con nó là bay á.
có bác ở trên này. Lạnh đấy nhỉ. Hả? Ô, cũng có mấy cọng này. Você vamos buscar quatro bao mai alto đi. Bạn đen. Có đi bắt cá chúng tôi đi thôi. Ê, ngan này. Ngan mẹ con ngan đưa nhau đi ăn. Ngan vịt. 2 7 con. 4 6 7 con. Mẹ đưa con đi ăn này. Đây, con sau con vịt 100%. Đấy. Mấy nữa. Úi giời, dữ đấy. Mấy nữa lớn lên là nộ vịt nó mới con ngan nó mới cú. Đi xuống áo tắm luôn đi. Nhá. Thôi để kệ nó bảo để cho đi ăn nó mất sâu. Đi xá thật. Em xa rồi. Đấy, ao nâu mấy hôm nay anh em mình không xả nước vào nữa đâu các bạn. Cạn rồi. Để vét cá tính toán từ mấy hôm trước rồi nên là không xả nước vào ao nữa. Để ui. Đẹp đấy, nhí chứ, rõ đẹp chứ. Để xuống kéo cá. Kéo gì kia lên đây. Hả? Để đâu này này. Kéo từ đây lại đi. Hả? Từ đây lại. Ừ, đầu kia nó thấp hơn. Chứ đầu này cao khó lắm. Đây đưa đưa lưới đi. Ui, tháo lưới thôi. Bây xì gần để. Ừ. Ừ. Ta cắm tráng trước rồi. Cắm tráng đấy. Ờ. À, để xem rỡ lưới rồi đã. Ui. Rỡ lưới này. Rỡ lưới này các bạn ạ. Đấy, anh em mình bây giờ là chương trình nguyên đa nguyên kiện đấy. Đây. Mấy con. Mấy con. Ê, bánh bún mì tù đây nổ. Rỡ lưới ra rồi. Có nhỏ tập mẹ. Buộc túi vào xong không tí có con nào nó hết. Ừ, nó ra đấy. Đâu đây? Cái đầu thôi. Đấy. Lưới kéo cá Việt Nam mình. Hả? Đầu đó. Lấy một đầu đúng không? Hả? Lồng lắm, dài lắm. Không phải, để thử đã. Đi đi. Thử tí mình xuống lưới này luôn. Đi đi, giờ lưới đã. Giữa xem đầu nào, đầu nào. Đấy, đúng rồi, đi ai đến. Thôi ta đặt lại. Ừ. Chị ăn à? Để kia tìm đâu đã. Anh em mình không phải chuyên nghiệp đâu các bạn. Mình ngày xưa nhẹ thấy mọi người kéo đây. Nên bây giờ là cũng bắt trước thôi. Không biết là nào có đúng không. Mới chồng em. Đây rồi, túi đây rồi. Khi được buộc túi vào đã. Từ từ á. Đét ra. Đây là ui giời, túi to này được buộc vào đây. Không quên nhé là chết giả này. À quê nhá. Mấy ông kéo cá này quên tư đá đâu hả. Mấy ông kéo cá quên không buộc, có bỏ cũng đã dưới nhà không hả, không cần đâu, quên không buộc là tí kéo nên không thấy con nào đâu. Đu đi một mật hả luôn đấy. Ê kì để bôi này em ra đây. Ủa chắc anh nhớ cắm mập nó quấy thùng đã hả, không cần. Ăn nó. Ừ. Đi xuống đấy này. Xuống đấy này đi. Bay, bay đi. Đi về xuống đi, cao lần đầu tiên thì bưng ơi. Dậm chì nhé bảo nhá. Dậm chín cái chén này. Hả? Lô nó đâu? Ê. Đó, giờ đi đi. Cho bảo nó trước để dựa trên đường bắt nè. Cho nó xuống hai đầu xuống nhau cân. Bảo đi về đầu này đi, dựa về đi. Đi về cho đầu ấy này. Cái đây. Đây. Đây, bảo cầm cái này. Ui, lần đầu tiên bơ ngơ. Chân bỏ vào đấy à? Hả? Ờ, chân dặn rồi chị. Ui, nhưng mà chưa cần dặn đâu. Ui, lạnh ý. Hả? Lạnh á, lạnh gì? Ui, 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 xấu ui. Hả? Ui, vai kì, ôi tù. Chị đâu nhỉ? Ui. Đấy, cho cá ra. Hả, để khua cá ra. Xì. Ôi, dựng dựng xuống. Ui giời, cái anh em mình thực hiện các bạn. Mọi người chưa biết đâu. Xì, a du đà. Ui giời. Ui, nước lớn thế này à. Sốc đấy, xấu. Ui, tháo nước rồi các bạn. Ui, anh em mình tháo nước rồi, ui, có bùn rồi này. Bùn nhiều lắm. Ui giời. Tiết ai đi. Mặt theo đi. Được con nào. Đây đây. Lát rồi. Úi úi.
Lưới to rồi. Nào. Bơ xe ăn rồi à? Thì ăn rồi đấy. Ui, ui. Ui. Cái gì ui béo. Ui, thấu thấu kìa đi. Ô từ vẽ ăn rồi bảo á. Cái cửa mai cụ cả. Ui. Giòn giòn ở trong bà. Giờ lên đi lại vậy. Hả? Để cái đút ở dưới này nhá. Đây, đây này. Để cái đút ở dưới. Ờ. Giờ nó xuống hết. Đi ngáo bảo dân, đi ngáo ngáo đấy. Ờ, từ từ. Dựa đang kéo lưới mà. Đây. Tao không? Ô, thôi, cá chạy. À, con cá đi. Cá đấm với chân luôn. Ừ. Mang đấy. Gọi một người. Một người họ họ giúp, trợ giúp. Cái đấy có kéo được hai người đâu. Hả? Có kéo được hai người đâu. Nặng quá thì đi chì. Cẩn thận đừng nhắc chì nữa nha. Cái chì bỏ đi đất. Cái đụt nổi kia. Biết đây bài xù. Bỏ cục đảo nó mới đụt đi. Không cần, không cần đâu. Tí là nó chìm à. Ui. Mateo ơi. Đa xa bèo. Canh thanh xa bèo, đa xa bèo. Tao đâu cả. Để cho cái micro lên trên đúng không ạ? Ê, được chưa? Kéo thật bơi nhá. À. Dương để bảo lên cho băng Dương nha. Hả? Để bảo lên cho băng Dương nha. Nào. À, ôi từ đủ ta ra. À, Zeddy, vay nhanh xin mà không có quá từ bao. Để bôi phát xạ. À, để bôi phát ra. Quá nặng lắm. Mất đeo ơi. Ai rồi đàn này. Đóng chín. Bài xù. Đã ghi. Bảo ơi, gọi một người. Đừng có nói chi lên. Biết rồi. Michael cả, vậy ai đã bảo? Vay kì. No, Mateo đi. Mateo bây cả lanh vay xù. Fossa. No, bố xe vay xù. Xe cả. Ui. Kênh được vay gì? Ê, bên đầu dương này. Hả? Mateo, đây bác cả. Yeah. Để, Mateo bây cả gì á? Fossa, no nên bằng tả á? Si. Bố xe phôi, vay đây xì mà gì? À, bên à. Si. Ui giời, nặng phết các bạn ạ. Không biết được con cá nào hay không chứ. Nghe. To ơi. Ê, mày bên đây bên nào đi. Bên nào này, bên nào. Ê, đa bên nào, đa bên bảo, nào. Bảo cái em đi, em ngồi xuống kéo. Đáp. Bảo ạ. Đây bên ta. Ai ngợi ngồi cái này không buồn cá rồi các bạn ạ. Cả bố đó kìa. Hả? Cả bố đụt nổi kìa. Tí nó chìm xuống bây giờ mà. À, ui. Đập cá đi. Không, cứ kéo đi, không sợ đâu. Nó chạy hết nữa rồi. Nó ở trong bồng ấy. Ừ. Ủa, nước mát này. Ê, đi nhiều đâu vai. Cành cái đồ vai mày. Vai kì, vai xù. Biết rồi, đây, Azuda. Nó lê văn tà. Vai kì. Nó lê văn tà. Đi nhiều vai kì. Ơ, kiểm tra ốc còn không này. À. Ui, vướng cái này không này, mới đau rồi nhỉ. Hả? Ông mình nhắc lên là thôi đi. Đừng có nhắc lên nó ra hết đấy. Nâu nè bạn tả. Nó tốt bây giờ. Con. Ở đi. Thả này chưa đi buồn cá được rồi. Để cua ra đây. Ê. Ôi, nó chạy đây, Mateo ơi, nhanh lên, ra bên đường. Sì. Ôi, chạy vào chân đúng không ạ? Đây, dịch, chân nó đẩy lại. Đi nhu ơi, ăn từ đây. Ôi, nó chạy vào chân luôn. Nào lên văn tá. Entra. Ê. Ôi trời. Không có nào nhảy ơi. Không có nào nhảy các bạn ạ. Không biết là có được con cá nào không. Chả có nào nhảy. Dương đi sang đây nhá. Hả? Bảo đường nãy Dương đi sang nhá. Ờ. Hả có ông trai bên đây. Hả có ông lười bên đây. Ờ. Không biết có làm nên trò trống gì không các bạn ạ.
nhưng nghe chừng không ổn này, cá không thích nhảy này. Áo này ok đấy. Ê. Áo ắt dẹp đấy. Ắt dẹp đấy. Tao đi ăn đi bao, quá đủ bao với cái gì. Tira. Bảo về đây giữa đi nhá. Kéo chân cắm tráng lên. Hả? Ở đây ơi, nó lấy mặt tay cái bài chủ. Bên nào bên nè. Bài chủ buộc rồi. Buộc tráng một chiếc đàng hoàng các bạn ạ. Con cá nào không? Một cháo một chiếc đàng hoàng. Ây xài. Rồi, từ từ nhá. Để một con chi. Để dựng. Con chi chứ. Hả? Tôi con chi chứ. Trước đây con nào? Con chi đi. Hả? Bị con chi không? Lên bảo con chi. Để dựng bắt gì nhá. Bắt gì bắt chi đi. Ô tôi lên chim à. Ô tôi phốt sạo. Để hướng nào này. Đấy còn mất con tạo này. Đây. Vâng. À đây bảo để mé bên này đi. Mé bên này vướng. Ô tôi. Ăn nè. Đấy đừng để nồi chi lên. Nồi chi nó ra hết đấy. Ăn nè. Để đi kéo thẳng này. Chi đâu đó? Đây rồi. Dặn chân đi rồi. Không không. Ngồi xuống. Yên tâm. Bắt lấy cái chi này. Đây. Mắt tao đây. Đây giữa mắt rồi. Yên tâm, ui đấy. Đây nhà. Đâu chưa? Được rồi. Đâu chi đâu? Hả? Chi nó cao đây. Lợi nhớ lên đi. Rồi. Chưa. Đây. Phút xa đôi nào đủ không? Mà nó mũi đủ không? Để ba gà. Để ba gà. Để nói mọi người thú. Xinh, ô từ đó vai kì. Phút mai tan thì bô đủ. Đấy, xem con xem con cua nào. Dính nó chết nữa. Rũ hai bên kìa. Rộng nhá. Mày tan thì bô vào đủ. Ê. Cho bèo lên luôn, cả lên. Cái cá nhỏ thôi. Ê. Đây. Từ từ bảo kéo chì từ từ. Đấy ba gà. Để hạt chê chứ. Hết rồi. Từ từ. Đây để vất cái bèo ra. Rộng con này. Không phải dạo chuyên nghiệp. Xem con tôm rồi. Thì có tôm hết. Bạn cắt nhà vất đây này ra. Đấy rồi, muốn thêm bê gầy. Ô từ vai bên đây mai xử, run đùn. Ôi, con cá đây. Chỗ ba. Đi ra. Kéo này khổ lắm. Ôi, có con. Kiểm tra con ốc rồi nhá. Con gì con ốc? Ốc nó vào đủ chạy. Nghe là không ổn đi. Ôi, bên này. Ê xời. Mỗi con. Ê, nhiều đây. Đi nhiều tiên này. Ôi sao nó con tôm rồi. Chép đi. Hả? Chép ba, bà có chép ba rồi. Đâu? Đấy. Ủa có đồ nhỏ này. Ai nè, để ba gà. Chết ra, tiên nít xuống. Ui, bèo nhiều hơi. Đây. Hả? Tinh. Ui, cá nhỏ này. Con cá nhỏ bắt đây. Cái bèo nó nằm ở dưới nhiều này. Bèo nằm ở dưới ao các bạn. Không phải là bèo còn lối, bèo chim. Không có chí đâu, đụt nổi lanh banh cũng cả áo chạy lại. Có đấy. Mình phải tự tin đấy, mình không đủ hoang mang. Ê xời, anh nhảy vào mâm đi. Ê cái gì ấy? Cá sấu à? À nè, ui đây là thôi. Ê xời. Ôi, cá chép vàng này. Con chép đã. Ôi. Bỏ đá bỏ. Hả? Ăn méo vào mồm mày. Cá chép vàng này. Các bạn. Đấy. Đấy. Cá chép vàng này các bạn. Thả ra. Ôi người nó gạnh như ai gạnh này. Hay quá sức. Đem đi. Gạnh đây. Ui. Đấy, thôi thả ra đã. Đây là. Bay xuống. Ô, cua này. Để nó tính ba đi. Nó tính ba đi. Ồ, có cua. Ai nè. Bay xuống. Cái nhỏ lấy hết. Hả? Cái dìa. Xem nào đó. Có đồ nhỏ nhiều bảo. Đồ nhỏ bằng này, nó bằng này đây. Đó này, đấy. Đây nha. Để đẩy cái dọa ra. Xem nào, ôi chết giả đây. Ồ, đây này.
nhiều. Ê xài rổ trộn giỏi hay vừa ăn thấy đi mà giống thấy kìa trộn giỏi không cá nhỏ nhiều lắm lại cái đi lại cá nhỏ lại cá nhỏ ui rồi cá nhiều nhỏ nhiều lắm cái to trộn phải trái lên mới được không thấy cá to luôn cá to luôn kẹo nổi mình kẹo nổi đây mình kẹo nổi rồi con câu phi này kẹo nổi đây đấy cái diệt lại hết đi hả cái diệt nhỏ này lại hết đi cái diệt nhỏ á ừ. Giời nó chạy hết rồi các bạn đi kéo lại kéo lại này không có để cá chép này chép đẹp luôn cá chép thả đây thả ra thả ra các bạn cá chép nhiều lắm cũng nhiều lắm mà chép đây lại chép đây đi chép này có gì đây nữa có con cá gì đây ô, con đi. Ô, con cá nào ở đây? Cá này cá tự nhiên các bạn. Ô, con cá gì hay hay? Cá trớn này. Hả? Đó xem nào. Hey. Con cá trớn này. Con cá gì đây? Ê kìa. Cá tự nhiên này. Cá tự nhiên này. Ô, để cho nó to. Thôi cho ra cá luôn kẹp lại. Hả? Cái này vô lại đoán thấy tiền đệm chứ. Cái này. Anh nhìn, cú gà này. Thôi cho cái đồ ra đi, anh nhìn bếp xì cái tiền ra. Tiền ra bếp xì bị kèo núi. Cái này nấu cái nồi canh chúa thì tiền ra thì chiên giòn được. Nó vô ní này. Anh đi. Nhiều lắm các bạn, mà sao nó không vào. Bếp xì lù va là. Nói chung là anh em mình cũng gọi là cũng không đặt nhiều niềm tin vào ao. Chủ yếu là cái hồ dưới nước này. Nhưng mà tiện đợt vừa rồi là thả ít cá các bạn. Mà hôm nay kéo nè. Chỉ nhìn con nè cho cô. Vẫn có đẻ này. Đố đẻ này. Ừ, kéo không được luôn. Cá đố đẻ này. Ê, lên bên ta. Đút nổi xuống kéo lưỡi, kéo chi lên. Có mương này. Đúng rồi, đã đừng đút hết rồi, đút nổi xuống kéo chi lên. Báo, để xúc tắt vào cái xô đi. Ok, tu đủ. Ê, vào đây cả luôn. Hồi là 6. Ấy, ui xuống nhiều này, nó cái hồi này chín đi, chín giòn chậm mũi nha. Hả? Cái chín giòn chậm mũi. Có con ăn to, con nhỏ ăn nhỏ. Ui à. Lớn mũi á. Ê, bị bu ê. Nhiều lắm đi. Cá nó mới ngon đấy. Cá mương. Đấy. Nuôi cá rô mà giờ thành là cá mương. Ê. Tu đồ mới nào. Ôi. Đấy. Đi kẹo đem lên nào ok luôn. Kéo đồ này ra đầu viên luôn. Bỏ cũng đã đi. Thế ra có Ben này, Ben từ nào. Ben từ đây. Rồi mẹ đầu các bạn, anh em mình chắc là kinh nghiệm không có. Mình bảo là kinh nghiệm không có nên là không thua, không kéo được con nào. À, hôm trước là cho cá nó thấy nhiều cá lắm mà vừa kéo lên được mấy cá con, không được cá to nào. Mình cái môn dưới nước này là hơi kém, cá mú là hơi kém. Bắt cái con trên bờ thôi. Cái con dưới nước là hơi kém. Đây. Đây ba gà mất đây. À, đi nhiều phích ai kì, bắt tay mình. Hả? À? Ừ. Vừa đấy chắc là kéo cao chân chì quá. Nên là không có nào. Cái á chưa thấy đâu nhưng mà 2 micro rồi mà mất một cái rồi. Mất 4 triệu rồi. Đúng không nào nhảy ơi. Nè. Dưỡng đợt này dưỡng kéo chìm mà. Vừa. Vừa rồi anh em không kéo chì lần này, thử kiếp kéo chì thôi. Sợ các em vừa kéo hơi cao. Hay là mình bắt chi hả? Cá ra này. Không biết nhé. Kẹo cả chi lớn nè. Ờ. Nói cả chi lên luôn. Rồi. Ôi từ đây. Bắt theo đi. Từ từ để kéo đã. Ờ. Con lại cái đi đường. Ai nà nà. Cao mà. Cao mà. Yeah. Đây ba gà. Ôi trời ơi.
con nắng ở đấy đi. Chắc cá to đấy. Ôi, cá kéo đi luôn. Bùn. Bùn à? Này. Mai tan tan nhỉ? Đây, đĩa bôi. Đừng đừng để chi hả nữa nha. Nhiều ơi, tìm nhiều. Nghe thì không ổn này, không phải dân chuyên nghiệp. Có gì mong các bạn thông cảm. Anh em mình là không phải dân chuyên nghiệp. Cũng như cũng không đặt nhiều hy vọng vào cá. Hồ chứ nước thì và nuôi con cá vui thôi. Có thêm thu nhập thì càng tốt. Ấy, cú sạc xe à? Đây, tao mày. Trời ơi, thế nào nặng này. Ồ, sự cố rồi các bạn. Nhiều lắm các bạn. Quản đến mấy kẹo. Chi chi lại đeo về đây luôn đấy. Hả? Ui. Hola soy đâu bác ơi, phu sa, cẩn thận cá đập gãy chân đi. Đây, anh đi đây sao? Cá ở nhà đây sao? Ê, ơi cá đây, đâu? Chạy đâu đấy? Cá gãy được mặt đây nè. Ê, ăn nào, đấy. Ôi mé này nó uy tín rồi. Ôi trời. Ai ao mà nhiều cá mà. Nhưng mà do anh em mình kỹ thuật hơi kém thôi. Nhiều cá các bạn. Ôi cho nó lên úi lên kín góc ao mà. Đấy bác gà đi bác gà. Nó mà giỏi hết đấy. Ui thôi ra mất một con rồi. Nhiều quá. Bịt lại bịt lại. Mình. Anh đi phát sang. Ê! Dừng. Hết chì chưa? Mày thế. Hết chì thì cầm nhấc lên nhá, nhấc lên để vớt cái vẫn ra mà. Là túi luôn rồi. Cút ra. Cút ra. Cút ra, cút ra. Ôi, cá còn quẫy trong lưng này. Ui, đất rơi. Cút ra. Ui giờ đây rồi, cá to rồi. Đấy, kẻ quả đây nó được thêm á. Chi gì bạn? Có cá to được các bạn. Đấy, đấy rồi. Anh đẹp bác à. Chi xấu đần hôm nay đi. Anh đi phát ra. Có cá to được các bạn ạ, khẳng định rồi. Đây. Ui cá to lắm. Từ từ cho bác cẩn thận nha, không nó ra đấy. Có cá to, anh đi đây sao? Để kéo chi đi, kéo chi đi, kéo chi đi. Anh đi, ra bên đường. Hả? Đấy rồi, hết rồi. Hãy thì nhắc luôn đi. Nhắc cũng được. Đây, đứng ở mé ngoài này. Đứng đi đây. Ôi! Ôi bảy bảy. Từ từ. Nhưng đã, nhưng đã đấy. Rồi. Đấy, bán ra đi. Đấy, từ từ. Rồi. Từ từ. Nhắc đi nha. Đây, rồi. Anna, đây bác à. Lấy hai béo hai đây nè. Cao mà. Cao mà, đây. Cẩn thận rơi, mất mic. Vừa mất một micro được các bạn. Ui giời, cá to rồi. Anna. No, đây bạn đá. Đây, bảo ra bên ngoài đi. Đây, đá đây, đụng đấy. Đâu, ra bên ngoài đi. Để kéo sát cái chì lên nữa. Đâu, ra bên ngoài. Đây, ra bên kia như rượu. Ui giời, yên tâm. Tiết ra phần à. Quý là đủ bếp gì ở gà đan nữa. Ui giời. Mẹ này nhiều lắm các bạn ạ. Đây, cắt ra nhà này. Từ. Rồi, ok. Anna, đây. Cắt ra bên đây đi. Anh đi tiết à? Đây. Đây bạn ta ao tù á. Đây. Ui, cá chép kìa. Đấy, để cá chép được các bạn. Đây. To chưa? Ui, bảo thả nuôi thế đi. Đây, cá chép đấy, không đoạn xin là ao ninh clip đấy. Thôi anh em mình thả cá chép đi. Đấy. Ui, vẫn không bảo hết rồi đâu. Vừa thấy có những con quẫy ở sau lưng. Để vẫn lên rác rồi đấy. Bèo nhiều quá, nó nằm ở dưới. Bèo ra thêm mấy trống. Ôi giời, thôi đợi có ai trong rồi không bảo ơi. Ôi. Tao anh. À, các bạn mong các bạn xem. Ui, cái gì?
mong các bạn xem video thông cảm chứ mình vừa có hai cái mic. Ui. Con này là cứ thả đó. Con bom dai không thầy. À đây. Cho hành lên luôn. Em bắt đi. Tao đi. Mình có được à? Cả con nào tròn tròn này nó béo. Ê phải là mùi tù. Boca Grande. Boca các bạn xem video ở đoạn cuối video này mong các bạn thông cảm, mình vừa có hai cái mic nhưng mình làm rơi một cái rồi ra phải đổi mũ cho Bảo này, vừa rơi mấy cái mic, bộ mic 8 triệu rơi mấy cái chìm với nhau rồi mất 4 triệu rồi. Cá chưa thấy đâu. Hay là cá sấu? Điên của thùm đó. Quý là đủ, anh ấy nó phụ dưỡng anh này. Bèo nhiều lắm các bạn, anh em mình đang đang trong quá trình vớt bèo. Hả? Cá đấm. Cá đấm à? Hay đấm mê đồ cô đấy. Các em thì chưa bao giờ bắt được cá to đâu. Ui. Cho bắt tóc không anh này? Chẹp đi. Ui, quyết chép đẹp không này? Chép thả đi. Chép thả nó không chết. Lên bên ta, lên bên ta. Ui. Ui, nhiều không? Quý ai đủ. Ui, nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, nó phải như thế, đúng là đi kéo ao chứ. Kéo cá chứ. Lên bên ta. Ui, cá to nó nhỏ nhiều không này? Đấy, để đâu rồi. Cá to đâu đó hay? Cá to chạy đó. Ui, nhiều lắm các bạn ạ. Đây này. Cái đây, cái đây. Ui rồi. Để cho bèo ra. Ai, đây là xong. Đấy, nhặt bèo ra đó, không phải chết cá. Ui. Có téo này cho con đấm to lắm đâu đây. Đây này. To cái đó. Đâu, vẫn còn đấy, trong này. Đó đây. Ui. À gì. Ui. Toàn các bạn ạ. Từ từ nhá. Ai là bên cạnh đó. Để cho cái vẫn ra ra nó. Ui, có cá to rồi các bạn. Cá nhỏ này thì sự muốn con chảo luôn. Vậy không nó chết nha. Đấy. Cẩn thận đấy Bảo ơi. Ê, đây là xong. Để vớt. Để vớt hết cái này bèo nữa. Ui. Chỉ ra tôi là hơi mùi bùn, nước bùn Việt Nam này. Hơi mùi như kiểu bắt cá Việt Nam ấy. Phải chọn mấy con cá rô to thôi. Ồ, ếch này. Ê. Ếch ra ngoài đi. Quý đa đủ. Quý đa đủ. À về nữa. Ở xuống nước này nó cũng không đây. Cái bộ là tiền ghi. Để xúc những cá nhỏ bỏ ra đây. Cứ thử. Đừng nhắc này bảo. Để cho cá nhỏ ra đi. Ê, đồ to. Hả? Đó đá rồi. Để bắt nó nhỏ đá rồi. Hái to luôn. Ui, nhiều lắm các bạn. Ê. À, bắt được to to á? Không, đi nó bỏ đá đi. Đâu nó trắng rồi. Trắng đâu? À, bao đi. Đâu? Trắng á. Ừ. Trắng rồi đấy, trắng bắt đá đi. Hả? Bắt mấy to đi. Không ra đâu. Bắt nó to được cái bỏ cái đi đã. Thả cái nhỏ về. Nào. Ai có báo to luôn. Mấy con? Báo to luôn. Ui. 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 Bạn. Ui. Nhiều lắm. Đây, bắt theo ăn thôi nào. Để bắt men to không đánh luôn. Nhỏ. Ui. Có thể ra đá này. Ui. Có to luôn. Đây là, lâu lên bạn ta. Đây là xong, bay xuống. Ui. Bắt được cái to. Ui. Nhiều lắm, nhiều. Ui. Ui, đến này đây. Nhanh to này. Này. Ui. Go, win đi. Không phải con lơ để lại đâu. Ui. Thôi. Nhiều quá. Con lơ để lại. Đi quẹo. Ô no 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 no. Mấy con. Đấy, con lại để lại. Mấy con bằng này để lại nữa. Đây là cái mỏ da cho bố đóng đi. Hả? Nếu này lúc cả nhỏ nhỏ. Có mỏ da cho ở lại hết. Đẹp hay rỗ đẹp hay? Rỗ đẹp không này?
sóng lánh luôn. Mất theo, mất theo tiên phật lại. Ui à đủ. Anh kia ơi. Mất đây, mất bay. Ê, sửa. Nguyên hông phù diêu á. Đây này. Rồi, rồi, khám rồi. Hàm rồi, trời chè. Chị ơi, thì bây giờ đi về nhà. Chị ơi, 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 to đấy nhỉ. Ừ. Bao đi, bao đi. Đây, bao đi. Để cái nhỏ này. Bao đi. 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 Để Mateo đưa về tráng. Sống với dô to. Thả còn nữa. Đây. Anh em mình xem ao thế nào thôi các bạn. Cứ thả đây. Không bắt hết đâu. Đây, tia ra phọt ở đây. Nhiều ơi. Cá con đẹp đấy. Nhanh đấy. Kẹp mình. Đấy. Hả? Kẹp tối. Ừ. Kẹp mình cứ níp tròn đấy. Đồ mò 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 da đừng có bỏ nữa nhá. Mò da cho bao không mò dài lên cho lên vào luôn. Còn nào mò da trống to lắm. Kẹp này. Đẹp không? Thăm, thăm dò thế thôi cả. Cá là vẫn ok đấy. Đấy đây vào chưa hết đâu. Tiên là bên xì với bì kè đồ đi nhủ. Đi nhủ tiên đi. Bì kè nhủ bên tay đi. Đây, anh đi. Anh đi có mấy? Đeo mày. Nào. Ui à. Ui à. Cái con này không lớn được đâu. Mỏ dao nó cho vào đây hết. Tiên. Con thằng son này nó chó đang ngoan. Đẹp đây. Anh đi. Đâu? Đấy, nhiều rồi đó. Đấy, con này không lớn được. Con mỏ da nó cho nó. Con tro nó bỏ lại. Rồi là những con đơn tính để lại. Đố đẻ này. Đố đẻ nhiêu này, nhỏ nhiêu này. Đố quật tơi luôn này, đố này. Đẻ cúi cá vàng này. Cái đỏ mẹ nó nhiều hay. Cá tự nhiên này. Cá nó ngon đấy, rán nó ngon. Ui, còn chậm. Chép hồng đẹp quá. Mình bắt những con cá râu đực này là vất lên, nó không lớn được. Tốn đồ ăn. Tiết rồi, tiết rồi. Nhiều quay. Nhẹ là tương đối nhiều. Ao mới thả được mấy tháng. Anh đi, nào, anh. Wow. Anh đi tập anh này. Này, báo này. Những con này là con mới đẻ này. Mới đẻ gà đấy. Đây đây. Cao cao đi. Hả? Dê cao đi chứ khô mà lại thấy như thế. Đấy. Dê lại. Chắc vàng cũng chậm. Ừ. Wow, lắng này. Hả? Lắng. Chê chê. Chê à? Chê đâu rồi? Chê ở xuống gì? Ờ, cá chê này các bạn. Chê bể xuống gì? À, đến chắc đây. Suối về rồi. Ồ, oh. Cá chim bà á? À, bỏ lên thôi, bỏ lập lên đi thả. Thôi, thả đi, cho nó ao nó to. Ừ. Đây con trẻ này đây. Hả? Đây trẻ này đây. Ừ, hai trẻ. Lấy cá, lấy cá. Chết cá đấy. Đây đây. Ừ, trẻ nữa đây. Đấm này, đấm tay đây. Ủa, nó nhẹ nhàng thôi. Mình các bạn này. Hay, cái lưới vét hay hề. Hợp tiện. Nó nhỏ tầm mẹ. Ở đây. Phạt con nào. Đấy, chứ nguyên lên được, chứ lấy cá đây còn nguyên là chơi. Hay, kê rồi đi. Ừ.
này đấy. Nào mà được ao còn còn mình ghét kìa. Lâu lâu đi thử lần xem cá như thế nào. Ừ. Vài cá. Lần. Hả? Không, nó tinh rồi. Nó một đây. Nó khỏe này. Ăn đã. Em có sợ mùi. Em có sợ mùi được. Thôi, tôi ra cá đi. Bắt cá, bắt cá nhỏ. Hết rồi, cá nhỏ hết rồi. Giả đúng. Bá vô. Có để mang lưới ra ngoài. Kéo lưới ra ngoài. Thì, anh ấy vẫn đập ra đi, cái túi rồi. Anh ấy. Đây để cho cái đó ra đâu. Ra rồi, đây rồi. Không sợ anh. Con. Đây là xong. Đi giặt lưới này. À, anh em mình ở đi giặt lưới một tí bắt con cá. Đâu đây. Đây là tôi rồi, đây rồi. Giặt bắt lên nèo rồi. Ôi. Ôi. Bây giờ hôm nay mà theo. Hay ra rồi. Nên fuzil, có thể cuyando. Venha. Tem por dentro, tem por água, senhor. Hã? Vai nhanh lên này. Con mang cả đi lên mấy này. Ô. Ô. Ôi giời. Làm hết hồn. Đấy. Vừa rồi anh em mình cũng bắt. Bây giờ đi. Bắt mấy con các bạn, mấy con cá to thì nhiều lắm. 4 5 con 6 con cá to đi cơ. Anh em mình bắt mấy con cá to thì là nó đẻ nhiều rồi. Để tí nữa lên. Tí nữa lên cho mọi người. Làm món gì bảo đi. Hả? Thế bắt mấy con rồi? Nhiều. Đó đường nhỏ chiến. Hả? Bắt vừa vừa thôi. Ừ. Thôi quay nhỏ mấy cái này lại chiến hết thôi. Đông người không? Quát tụi bây giờ. Số đôi á. Đôi xe gà. Nếu hai con đúng rồi. Đôi bếp gì xe gà? Có 55.000 cổ. Ui. Cô ăn không? Thôi. Bắt ba con này. Ba con nào đẹp đẹp thì đấy để. Ừ. Con bụng to đấy. Đã. Một chú này. Hai chú này. Ba con các bạn. Hai chú được rồi. Hả? Hai chú thôi để cho đẻ. Ừ. Nhiều người lắm. Ba chú đi. Ba chú đi. Thưởng thức đi. Ok. Thế rồi. Chú này để đẻ đi. Đó. Không phải. Nó ướn bụng lên đấy. Đặt lên đấy. Ê, tên ô vù. Đấy. Ừ. Thôi, chú này để đẻ. Ê. Mấy chú đực này. Quê đủ á. Nó phù riêu á. Đấy được. Rồi. Ơi, tiếp nào. Không biết cái gì mình. Ok nha các bạn, thì như vừa trên đầu video anh em mình nói đấy. Hôm trước Sang có đưa được cái lưới ở Việt Nam mình sang cho anh Quang Bùi ở Thái Bình gửi tặng các bạn. Hôm nay là xuống ao là kéo thử cá. Kéo thử cá thì vừa rồi các bạn thấy rồi. Còn là anh em mình thử thôi, hồ này các bạn, cái hồ. Ui. Micro. Micro vừa phải bảo phải thiết kế buộc lại cho này. Trên video có gì là mong các bạn thông cảm chứ. Sáng mình mới nắp vào cái mũ lưới chai kia mà nó rơi mất xuống ao mất cái rồi. Bộ mic 8 triệu thì mất một cái rồi, còn một cái rồi mất 4 triệu rồi. Đấy. Thì ok cho bạn thì để bây giờ anh em mà thu dọn lưới các bạn thì cũng như vừa trên đầu video mình nói này, anh em mình đưa cái lưới Việt Nam mình sang cũng như đợt trước anh em mình có thả đấy hồ dự trữ nước ở lông trại ít cá đấy. Thì hôm nay là anh em kéo thử lên xem là cá nó phát triển như thế nào. Thì các bạn thấy rồi, rất là nhiều cá các bạn. Cũng như anh em mình chọn bắt mấy con to đi. Để tí làm gì với mấy con cá này thì các bạn chờ đợi anh em mình ở tập tiếp theo nha các bạn. Vậy ô tụi mình có nên nha. Hả? Có biết gì nào? Ê, đây. Cá đây, bắt mấy con to.
Ghen quá. Ê. Ê, cá. Cá nhỏ nữa. Làm gì mới giống cá to cá nhỏ này này. Hả? Ngon đi. Ui ôi, cá như cá mương này. Cá này mình nấu với dưa chua thôi. Thôi các bạn chờ đợi anh em mình ở tập tiếp theo nhé. Thời lượng video có giới hạn đây các bạn. Nên là các bạn chờ đợi anh em mình ở tập tiếp theo nhé. Đấy, để anh em mình xử lý với đám cá này. Đây. Ui giời ơi. Cá này. Đổ đã tới mất lặn nó nhánh. Thôi.